Chào các con, hôm nay cô đã trở lại với các con môn toán. Và bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài luyện tập chung. Chúng ta cùng nhau bước sang bài thứ nhất là bài viết theo mẫu. Đề toán cho ta các số và yêu cầu chúng ta sẽ viết ra hàng chục và hàng đơn vị của số đó. Ví dụ số 10 gồm 1 chục và 0 đơn vị. Các số còn lại là 18, 40 và 70. Các con thực hiện tương tự. Các con có 15 giây để thực hiện cái bài còn lại. 15 giây bắt đầu. Đã kết thúc. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Số 18 gồm 1 chục và 8 đơn vị. Số 40 gồm 4 chục và 0 đơn vị. Số 70 gồm 7 chục và 0 đơn vị. Kết thúc bài số 1, cô tin chắc là có rất là nhiều bạn ra kết quả giống như cô, đúng không nào? Chúng ta cùng nhau bước sang bài số 2. Bài số 2 có 2 câu. Câu A, viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Câu B, viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thực hiện câu A trước. Ở đây các con nhìn thấy có những chiếc áo đúng không nào? Và trên những chiếc áo này có các con số. Yêu cầu của bài này là các con sẽ sắp xếp các con số này theo thứ tự từ bé đến lớn vào những ô vuông này. Các con có 15 giây để thực hiện. 15 giây bắt đầu. Giây đã hết rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. Kết quả sẽ là 9, 13, 30 và 50. Chúng ta cùng nhau bước sang câu B. Câu B cô có những chiếc thuyền và trên những cánh buồm của chiếc thuyền này thì có những con số đúng không ạ? Bây giờ các con sẽ sắp xếp các con số này theo thứ tự từ lớn đến bé vào những ô vuông này. Tương tự như câu A, câu B các con cũng có 15 giây để thực hiện. 15 giây bắt đầu. Giây đã hết. Bây giờ cô và các con cùng kiểm tra kết quả nhé. Kết quả của chúng ta sẽ là 80, 40, 17 và cuối cùng là 8. Đối với bài này thì cô cũng nghĩ là có rất nhiều bạn sẽ ra kết quả đúng. Cô có lời khen các con. Chúng ta sẽ bước sang bài số 3. Câu A, đặt tính rồi tính. Cô có các phép tính 70 cộng cho 20, 20 cộng cho 70, 80 trừ cho 30, 80 trừ cho 50, 10 cộng cho 60, 90 trừ cho 40. Đối với các dạng toán đặc tính rồi tính thì chúng ta sẽ viết lại đề toán dưới dạng đặc tính. Sau đó các con sẽ thực hiện phép tính này lần lượt từ phải sang trái, tức là các con sẽ tính hàng đơn vị, sau đó mới đến hàng chục. Và các con lưu ý là các con phải viết thẳng hàng đơn vị với hàng đơn vị và hàng chục thẳng hàng với hàng chục nha. Cô ví dụ bài thứ nhất là 70 cộng cho 20, các con đầu tiên sẽ lấy 0 cộng cho 0 sẽ bằng 0. 7 cộng cho 2 sẽ bằng 9. Kết quả của bài toán này sẽ là 90. Đối với các bài toán còn lại, các con thực hiện tương tự.
Được rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau kiểm tra kết quả. 20 cộng cho 70, kết quả sẽ là 90. 80 trừ cho 30, kết quả sẽ là 50. 80 trừ cho 50, kết quả sẽ là 30. 10 cộng cho 60, kết quả sẽ là 70. Và 90 trừ cho 40, kết quả sẽ là 50. Chúng ta cùng nhau bước sang câu B. Câu B là tính nhẩm. Câu B này có hai cột. Cột thứ nhất không có đơn vị. Cột thứ hai các con lưu ý là có đơn vị. Đối với các bài toán không có đơn vị thì các con chỉ cần tính nhẩm và ghi kết quả ra thôi. Còn đối với các bài toán tính nhẩm mà có đơn vị thì sau khi mà các con ghi ra kết quả thì các con phải thêm đơn vị vào phía sau thì cái bài toán đó mới được công nhận là đúng. Cô ví dụ 50 cộng cho 20 kết quả là 70. Các con ghi 70. 60 cm cộng 10 cm thì các con sẽ lấy 60 cộng với 10 sẽ là 70. Và do bài toán này có đơn vị là cm nên sau khi các con ghi kết quả là 70 thì các con ghi thêm đơn vị vào là cm. Các bài còn lại các con làm tương tự. Các con có 15 giây để thực hiện. Đã hết 15 giây, bây giờ cô và các con cùng nhau kiểm tra kết quả. 70 trừ cho 50, kết quả là 20. 70 trừ cho 20, kết quả là 50. Tiếp theo 30 cm cộng 20 cm, kết quả sẽ là 50 cm. 40 cm trừ 20 cm, kết quả sẽ là 20 cm. Cô nhận thấy là nãy giờ các con thực hiện các phép tính rất là tốt. Cô có lời khen, bây giờ cô sẽ thưởng cho các con một trò chơi. Trò chơi được mang tên là câu cá. Và luật chơi của trò này rất là đơn giản. Các con, hai bạn nhỏ này sẽ thực hiện câu cá ngẫu nhiên các con cá có dưới hồ. Và khi mà các con cá này cắn mồi thì sẽ hiển thị lên các phép tính. Hai bạn nhỏ này muốn câu con cá này lên bờ thì chúng ta phải giúp cho hai bạn nhỏ này thực hiện được các phép tính mà con cá này hiển thị. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi trò chơi này nha. À, đầu tiên con cá màu vàng đã cắn câu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem là con cá này hiển thị phép tính gì. À, phép tính của con cá này là 70 trừ cho 50. Các con hãy giúp hai bạn nhỏ này tính ra kết quả để câu được cá nào. À, kết quả của phép tính này sẽ là 20. Và con cá này được câu lên bờ. Tiếp theo để xem là con cá nào sẽ cắn câu. À, con cá nhiều màu sắc đã ăn mồi rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem phép tính của con cá hiển thị. 40 cm trừ cho 20 cm. Các con hãy giúp hai bạn nhỏ tính ra kết quả nào. À, kết quả của con cá này sẽ là 40 cm trừ 20 cm trừ là còn 20 cm, đúng không nào? Và con cá này cũng được câu lên bờ. Và tiếp theo. À, con cá màu xanh cũng đã ăn mồi. Chúng ta xem là con cá này có phép tính gì. 30 cm cộng 20 cm. Các con tính giúp hai bạn nhỏ xem kết quả ra bao nhiêu nha. À, kết quả của phép tính này là bằng 50 cm. Và con cá này cũng được lên bờ. Con cá cuối cùng.
Con cái này có phép tính là 70 trừ cho 20. Kết quả bằng bao nhiêu vậy các con? À, kết quả của phép tính này là bằng 50. Và con cá này cũng câu được lên bờ. Nãy giờ chúng ta câu được 4 con cá rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta cùng quay lại bài học nhé. Tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 4. Bài toán như sau. Lớp 1A vẽ được 20 bức tranh, lớp 1B vẽ được 30 bức tranh. Hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh? Để thực hiện bài toán này, đầu tiên chúng ta phải thực hiện tóm tắt bài toán trước. Tóm tắt như sau. Lớp 1A 20 bức tranh, lớp 1B 30 bức tranh, cả hai lớp chấm chấm bức tranh. Các con thấy câu hỏi là hỏi cả hai lớp vẽ được bao nhiêu bức tranh, thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì vậy các con? Đúng rồi, chúng ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Chúng ta sẽ lấy bức tranh của lớp 1A cộng cho bức tranh của lớp 1B sẽ ra số bức tranh của cả hai lớp. Bài giải của chúng ta đầu tiên sẽ là lời giải, sau đó đến phép tính và cuối cùng là đáp số. Các con lưu ý là sau khi thực hiện phép tính ra kết quả, đằng sau các con phải kèm thêm đơn vị. Đối với bài toán này, đơn vị sẽ là bức tranh nha các con. Lời giải như sau. Số bức tranh cả hai lớp vẽ được là, và phép tính sẽ là 20 cộng cho 30 bằng 50. Đơn vị là bức tranh và đáp số là 50 bức tranh. Học của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Cô mong là các con về nhà sẽ thực hiện hết tất cả các bài tập cô đã giao. Sau khi thực hiện bài tập xong thì các con có thể nhờ ba mẹ các con chụp hình lại gửi cho cô. Chào tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con vào tiết học sau.